Hello, xin chào quý vị. Tôi chủ tịch. Hôm nay tôi xin trình bày cho quý vị một sản phẩm mới. Chả phải nói lại. Sản phẩm này được dùng của ngàn năm nay. Bây giờ, cái tay sử dụng. Hôm nay, tôi có người sử dụng sản phẩm này được gọi là cây bút máy hoặc fountain pen. Hôm nay tôi xin trình bày về cây bút máy hiệu Jinhao. Sau đây, đây là cây bút máy. Trung Hoa gọi là Jin Hào, Việt Nam tôi gọi là Kim Hào. Kim tức là vàng, Hào tức là giàu, nhiều. Cái bút máy này thì nó sử dụng mực, dùng được mực để bơm. Bút máy này, bút máy loại 250, không phải loại số 250. Người ta có nhiều loại bút máy hiệu khác nhau như Parker, Pilot, Montblanc, Núi Trắng, rất mắc tiền, nhưng bút máy này tôi thấy hợp túi tiền, rẻ và đẹp. Nhưng xin giới thiệu, hàng được chế tạo tại Trung Hoa, Cộng hòa Trung Hoa, Trung Quốc. Thì chiều dài khoảng 10, từ đây đến đây khoảng 14 phần cm, khoảng 5.5 inch, chiều rộng rộng nhất là khoảng từ chỗ giữa là 1 phần là 10 mm, còn chiều ngắn đuôi thì khoảng 7 phần. Ngòi viết thì dài khoảng 2.5 phần. Bây giờ thì chấm viết thì 2.5 phần. Nặng khoảng cộng với nóc ước chừng 200, yeah. Và dùng mực thường. Cái viên máy này đã có mực rồi, người sẽ lấy một cái viết máy khác không có mực viết một chữ tốt. Vậy rất lai lạc. Đây có một cái máy khác đi trên cùng dòng họ Kim Hào, cái trong có độ để bơm mực, xin mở độ bơm mực này thì có thể được cho vào ống hút mực xoáy theo chiều kim đồng hồ thì sẽ hút mực lên, xoáy thì được chiều kim hồ thì đẩy mực xuống thông thả và có thể rút ra này để lấy mực.
Java lọ mực mua lọ mực cho mình lấy để xoáy thì chịu thấy được chiều kim hồi suốt này thì chiều kim hồi suốt này để xong khi đẩy mực thì đẩy vào đầu nha cục nha bị cách xong xoáy xoáy lại để cái đuôi lại biết được hoặc là mực có thay vì bình mực có thể dùng loại mực giống như vỏ đạn cũng bán từ hàng nọ nhưng mà như từng ống một lọ 5 cái đầy mực như vậy mình dỡ cái kia là đút thẳng vào thì thành cái viên máy rất đẹp màu vàng khuyên xem trình độ họ làm cũng rất là tinh tế và nắp cái điêu khắc cũng rất là tốt ngọn viết có đề chữ Kim Hào Jinhao điêu khắc rất tốt 18K GP mạ vàng 18 carat trong vải đây có một loại khác mà tôi thích loại này nó nhỏ vừa cầm tay được 250 còn loại này thì to và bản người Âu Châu Mỹ số 450 x quá khổ với người Á Đông loại này thì vừa tầm thì nếu biết cách bảo quản thì không bao giờ hôm nay thí nghiệm rồi hơi bị dính mực thì xin chấm dứt như này cảm ơn quý vị đã